chào tất cả các bạn. Hôm nay mình vẽ Kaido, Oden và một số nhân vật trong Cửu Hồng Bao nhé các bạn. Nhân vật gồm có Raizo Kinemon, Kawamatsu, Asura, Doji, Inura Sashi, Nekomatsushi và một số nhân vật mình chưa biết tên nhé các bạn. Mình giới thiệu sơ về Cửu Hồng Bao. Cửu Hồng Bao là một danh hiệu được trao cho chính samurai mạnh nhất dưới trướng của Kozuki Oden. Sau cái chết của vị lãnh chúa thì 4 trong số 9 người đã được Kozuki Toki gửi đến tương lai 20 năm sau, trong khi 5 người còn lại vẫn sống ở quá khứ, mỗi người một phương. Được biết tất cả thành viên trong nhóm đều là những người vô cùng mạnh mẽ và sở hữu sức mạnh đặc biệt. Và hiện tại khi đã được tập hợp lại, họ đang đứng dưới quyền lãnh đạo của Kinemon với mục đích hạ gục Koyumi Orochi và tứ hoàng Kaido để trả thù và giải phóng Wano. Bây giờ các bạn xem video mình vẽ nhé. Nếu có yêu thích video thì nhớ like, đăng ký kênh cho kênh mình càng phát triển nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.